Kính chào bà con cô bác, quý anh chị em đang xem video trên kênh Cây Sim Rừng. Ngày hôm nay trong video này em sẽ quay cận cảnh lô cây sim giống, những cái cây sim giống con phân khúc nhỏ nhất của bên vườn nhà em, phù hợp để trồng vườn đồi trồng với số lượng lớn. Và em sẽ nói qua một vài cái lý do vì sao nên chọn đúng giống cây sim nếp, sim rừng để trồng. Và bên vườn nhà em thì bà con cô bác lưu ý là toàn bộ là sim nếp. Và hiện nay những cái cây con phân khúc nhỏ như thế này, cao từ khoảng là 20 đến 35 cm, rễ tua tủa như thế này. Và hiện nay trên cây anh chị em bà con cô bác lưu ý là có nụ, có bông. Nhưng mà có nụ có bông một chút nữa, em sẽ nói vì sao mà chúng ta không nên để bông nụ năm nay để thu hoạch. Thế thì đầu tiên em sẽ nói về cây sim giống phân khúc nhỏ nhất của bên vườn nhà em. Thì đây là quý bà con cô bác nhìn cận cảnh, đây chính là những cái cây sim nhỏ, sim giống được ươm sẵn trong bầu. Và với số lượng rất lớn, có thể đáp ứng cho quý bà con cô bác trên vài vạn. Thì đây là những cái cây sim giống, và bên vườn nhà em liên tục làm những cái cây trong những cây sim giống như thế này để phục vụ cho quý bà con cô bác anh chị em. Thì đây, nói lại là đây là bông, bông của cây sim. Đây là cái cây sim, nó ra bông, nó ra nụ, và để chúng ta nên vặt đi. Năm nay thì đối với những cái coi cây con như thế này, khi quý bà con cô bác anh chị em đem về trồng những cái cây con như thế này thì chúng ta nên vặt cái nụ đi. Để làm gì? Chính là để nuôi cây cho khỏe để năm sau. Đây, những cái nụ li ti trên cây như thế này, nụ rất là nhiều, những cái cây con thì cũng có nụ rồi. Nếu mà chúng ta để mà ngắm hoa, để ăn quả thì cũng được thôi. Tuy nhiên, nếu mà để như thế thì cây con nó sẽ bị yếu và nó sẽ phát triển khỏe hơn khi mà chúng ta vặt nụ. Thì đây, quay sang cái lô này để quý anh chị em, bà con, cô bác tưởng tượng được. Đây là những cái cây sim nếp hiện nay đã cho vụ thứ hai và nó rất là sai nụ. Và năm đầu em đã vặt đi quả, vặt hết cái nụ của hoa, vặt hết hoa của năm đầu, và năm nay thì nó cho tua tủa nụ và cây nó rất là khỏe. Đây là vụ thứ hai. Cho nên là bà con cô bác lưu ý là không tiếc làm gì những cái nụ của năm đầu, nó cho ít mà lại là làm yếu cây đi. Đây chính là những cái cây sim nếp, nếp ra vụ thứ hai. Vì bà con cô bác để ý kỹ cho em, đó là những cái mắt của cây sim nếp nó rất là dày và nụ chi chít, nụ chi chít luôn. Lá non ra đến đâu, mầm non ra đến đâu thì nụ tiếp tục ra đến đó. Và không chỉ dừng lại ở cái chỗ là nụ trên cây, số lượng nụ trên cây như thế này, mà về mùa phát triển cây sim sẽ ra mầm non như thế này và sẽ tiếp tục ra nụ, và nụ ra rất là nhiều đợt, từ tháng 2 âm lịch cho đến tháng 7 âm lịch là mùa chín của sim. Và như quý bà con cô bác thấy thì đây là những cái cây sim rừng đã cho vụ thứ hai chi chít nụ luôn. Và ở cái phân khúc này thì khoảng một tháng hơn nữa thì nó sẽ bật hoa, nó sẽ những cái nụ này sẽ nó bật hoa. Và bà con cô bác để ý cái cây sim nếp mắt rất là dày, và mắt giữa các cái mắt cây nó dày thì tương đương với cái việc là nó cho quả rất là nhiều. Nên là cái điều này nó không có ở các cái dòng sim khác. Cho nên gần đây có một số quý bà con cô bác đã mua sim ở đâu thì không biết, và quay lại bên vườn thì có nói rằng là sim nếp của vườn nhà em thì rất là sai hoa quả. Và có lẽ vì thế cho nên là có lẽ là giá có thể nhìn hơn, hoặc có thể bằng, hoặc có thể thấp hơn, cái đấy thì không rõ. Nhưng mà toàn bộ của vườn nhà em là sim nếp, cho nên là quý bà con cô bác anh chị em yên tâm để trồng những cái cây sim nếp như thế này. Trồng cảnh thì cũng rất là nhiều hoa, và trồng kinh tế thì cũng rất là nhiều quả để thu. Và đặc biệt cái lá của cây sim rừng nếp nó cũng rất là đẹp và trơn tru, kết hợp giữa cái thân, cái lá của nó rất là dày đẹp như thế này, màu lục xanh thẫm như thế này, đẹp trơn tru. Cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và lô sim rừng nếp của bên nhà em thì cây giống liên tục trong những cái cây giống con như thế này để đáp ứng cho quý bà con cô bác anh chị em trong sim rừng với cái số lượng lớn, vài vạn, vài chục vạn, thì bên vườn nhà em vẫn luôn luôn cung cấp
và đáp ứng đủ. Thì bầu rễ luôn ổn định và tỷ lệ sống 100%. Và khi mà bà con của bác lấy số lượng lớn sẽ có bù cái việc là báo sống cho quý bà con của bác, nên là hoàn toàn yên tâm, không có bất kỳ cái rủi ro nào. Lô sim rừng nếp của bên nhà em thì ở vườn, là quý bà con của bác lưu ý là liên tục cho ra những cây giống con như thế này để kịp đáp ứng cho quý bà con của bác trồng. Và ngoài ra thì vườn nhà em có những cái cây ra quả từ 2, 3, 4 và 5 vụ, cho nên có thể đáp ứng những cây giống con. Ngoài đáp ứng cái việc trong những cây giống con như thế này thì quý bà con của bác lưu ý là bên vườn nhà em có những cây to phù hợp để mà trồng xuống là đẹp ngay. Có rất nhiều anh chị em có cái nhu cầu là trồng xuống là cho cảnh quan đẹp ngay, để trong các khu du lịch, các vườn nhà, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, thì bên vườn nhà em vẫn luôn luôn đáp ứng số lượng, nên là hoàn toàn yên tâm. Số điện thoại em để trên màn hình. Và cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã lắng nghe. Gọi cho em, số điện thoại em để trên màn hình, và có Zalo để cho chúng ta chọn cây và đến tận nhà, hoặc là xe chở số lượng nhiều thì xe chở đến tận nơi cho quý bà con cô bác. Hoàn toàn yên tâm, là xin nhắc lại một lần nữa là vườn nhà em cam kết 100% cây sim rừng, cây giống sim nếp, nên quý bà con cô bác trồng cây sim rừng lưu ý để mà chọn đúng chuẩn, đúng giống, để cho kinh tế cũng như là những cái cảnh quan thật sự là đẹp. Cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.